Đoạn phim này được camera của cảnh sát giao thông quay lại, ghi nhận vụ việc một cảnh sát giao thông đã rút súng trước mặt một số thanh niên. Vụ việc xảy ra khoảng hơn 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2017 trên huyện lộ 883, đoạn qua xã Thuận Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đại tá Phạm Văn Ngót, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Bến Tre xác nhận, tổ tuần tra của cảnh sát giao thông này có 3 người, gồm Thượng úy Lê Võ Minh Tấn, Thiếu tá Nguyễn Hữu Thái, Thiếu úy Nguyễn Văn Hoàng Anh, trong đó Thượng úy Lê Võ Minh Tấn làm tổ trưởng. Khi phát hiện xe máy mang biển số 63S5-2700 do Trương Văn Đời, 24 tuổi ở ấp Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, điều khiển chở một phụ nữ đang chạy ngược chiều với tốc độ cao, tổ kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Đời đã xuống xe dẫn bộ trước khi tổ tuần tra đến nơi. Thượng úy Tấn yêu cầu Đời xuất trình giấy tờ, nhưng Đời không chấp hành, cự cãi với tổ tuần tra, đồng thời dẫn phương tiện đi nơi khác. Khi đến khu vực cầu Tân Định, tổ tuần tra ngăn lại tiếp tục yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhưng Đời không những không chấp hành mà còn điện thoại gọi một số thanh niên khác đến hỗ trợ. Nhóm thanh niên này cùng với Đời cự cãi với tổ tuần tra và tiếp tục dắt xe đi. Thượng úy Tấn ngăn lại thì một người đã đạp vào xe. Ngay sau đó, Thượng úy Tấn và Đời giằng co để giữ xe vi phạm. Thượng úy Tấn khống chế đối tượng nhưng không được mà còn bị đập nón bảo hiểm vào mặt té ngã. Sợ các đối tượng manh động gây nguy hiểm, Thượng úy Tấn có rút súng cao su để tự vệ. Tuy nhiên, tổ kiểm tra vẫn không giữ được xe vi phạm. Đại tá Phạm Văn Ngót, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Bến Tre cho rằng hành vi rút súng của viên cảnh sát giao thông trong trường hợp này là cần thiết và đúng luật. Qua quá trình điều tra, công an huyện Bình Đại xác định các đối tượng có liên quan gồm Trần Việt Thắng, 18 tuổi, Trần Thanh Phong, 24 tuổi và một số đối tượng khác. Công an huyện Bình Đại đang điều tra làm rõ vụ việc. Xe này là chị không có liên quan đến người điều khiển xe. Yêu cầu chị...